Miss Gen là gì mà ai cũng hô lớn? Phỏng theo các thí sinh Miss Grand Việt Nam 2022, nhiều người cũng hô vang họ tên của mình kèm với Miss Gen một cách đầy tự tin. Miss Gen là cách phiên âm tiếng Việt hài hước của từ tiếng Anh Miss Grand, hay còn được biết đến là danh hiệu Hoa hậu Hòa bình. Cuối tháng 9, cụm từ này bắt đầu phủ sóng mạng xã hội kể từ sau màn hô tên của các thí sinh. Trong hai đêm trung khảo và chung kết Miss Grand Việt Nam 2022, một số cô gái đã cường điệu hóa lối giới thiệu họ tên và tỉnh thành của mình, khiến nhiều khán giả phải bật cười và trở thành chủ đề gây bàn tán trên các diễn đàn. Mặt khác, đây có lẽ là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên ở Việt Nam có màn giới thiệu đặc biệt như vậy. Trước đó, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình tại một số quốc gia như Thái Lan hay Lào vốn nổi tiếng với đặc sản hô tên kèm nhún nhảy, hò hét của các thí sinh. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng bắt chước phong cách giới thiệu bản thân độc đáo này. Họ tự xưng là Miss Gen, Miss Grand và đi kèm với địa phương mình sinh sống, không chỉ giới hạn ở tỉnh thành mà còn cả quận huyện như Miss Gen Thủ Đức, Miss Gen Hai Bà Trưng, Miss Gen Ba Đình. Tương tự Miss Gen, Gen Z còn có các cụm từ gây sốt như Zgo, My Đẹp Tini, SOS. Điểm chung của chúng đều là lối phiên âm tiếng Việt hài hước, không đúng chính tả của các từ tiếng Anh.